Xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ thì bên mình đã tới cổng của công ty cổ phần Trần Đức mà mình đang chờ họ ra mở cửa. Đây. Và bây giờ thì bên mình sẽ đi vào trong và sẽ test cái dàn âm thanh này và bàn giao cho họ. Bây giờ thì bên mình vừa mới tới. Bên mình sẽ lắp âm thanh cho cái sảnh lớn này. Mình đang đi vô khảo sát. Vâng, để phục vụ cho cái khoảng không gian trống và lớn như thế này thì bên công ty này họ đã đầu tư một bộ dàn array mà sử dụng đồng bộ là AT mẫu mới nhất năm 2019, và bộ này sử dụng súp 5 tấc từ neo và full array 40 từ neo chép neo và toàn bộ, và cặp monitor là cặp full đơn mẫu AT mới nhất năm 2018. Thì mẫu full đơn này là mẫu full đơn từ neo và các bạn có thể sử dụng nó như là một cặp loa full. Các bạn có thể là vừa đánh monitor và vừa đánh loa full được. Giá của nó thì chỉ cao hơn loa monitor một chút xíu thôi, nhưng mà để phục vụ lâu dài thì rất là tốt. Công ty này họ đã lựa chọn cái dòng loa này để các bạn có thể đánh những cái show nhỏ nhỏ ở phía ngoài hoặc trong showroom. Nên mình đang trong quá trình set up âm thanh và bên mình đã lựa chọn hai vị trí thích hợp để loa, để vừa tránh được nước mưa và vừa cân đối được cái đường đi và mức độ hiệu quả của cái dàn âm thanh này. Đó là sử dụng hai góc trái phải cánh gà. Cái góc này đây là góc bên mình đã lên một dàn loa rồi, và một cái dàn loa bên mình đang lên ở phía kia. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem. Mình đi hai cặp, một cặp súp ở đơn ở phía dưới và tiếp theo đó là bốn chiếc loa array nằm ở phía trên. Mình đang tiến hành lắp ráp. Nhân viên công ty mình và nhân viên của công ty đã hỗ trợ nhau để set up cái dàn âm thanh này. Gần Noel rồi thì họ sẽ mua cái dàn âm thanh này để mà chơi cho Noel và Tết Nguyên Đán. Vâng, mọi công tác thử mic đã xong. 2, 4, 5, 6 lại một lần cuối. 1, 2, 3. Đang test âm thanh ở mọi nơi này là đều hay là chưa. Khắp đất trời thì sống bao la, cây xanh tươi xa lá trổ hoa, chào mùa xuân về với người nhà. Anh phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết nên tiếng anh hùng ca, tiếng anh hùng ca ngàn năm sang trôi lưu danh đến muôn đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân đầy rộn bóng cờ bay, nước thêm trong dòng sông bên nghe chờ tin đông chờ vui bên thành. 2, 3, 6. Xét sao anh? Để chụp lại chứ mốt thì em chỉ không được vài chiếc.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.